chào các bạn, mình là Dơ Leo. Hôm nay mình sẽ giới thiệu bộ phim sử thi huyền thoại Phiêu Lưu, Người Hobbit, Đại Chiến Năm Cánh Quân. Tiếp theo đây chúng ta sẽ xem con rồng Smaug rốt cuộc chết trong tay ai và trận chiến của Năm Cánh Quân thảm khốc đến mức nào nhé. Phần trước chúng ta biết được người lùn đã lợi dụng vàng nóng chảy để đuổi con rồng Smaug đi. Nhưng nguy hiểm cũng theo đó mà hình thành, con rồng sau khi bay ra khỏi thành liền tấn công Lake Town. Ngọn lửa cuồn cuộn thiêu rụi thị trấn trên mặt nước, người dân tìm cách trốn chạy. Bart nhìn thị trấn chìm trong biển lửa, anh tìm cách lên tới chỗ cao hơn và đến được tháp chuông. Tiếng chuông vang liên hồi, bao xương cung nhắm thẳng vào con rồng và bắn. Người lùn trên thuyền nói với Toriel, Bart đã bắn trúng con rồng nhưng mọi người đều biết rằng da của Smaug vô cùng cứng cáp. Con trai của Bart là Balin rời khỏi thuyền và trèo lên tháp chuông, cậu bé đưa cho cha vũ khí cuối cùng. Chỉ có một mũi tên đen duy nhất, nếu không dứt điểm được con rồng, tất cả sẽ bị ngọn lửa thiêu rụi. Smaug từng bước tiến đến gần Bart, anh cắm cây cung vào hai cột trên tháp, sau đó dùng vai của con trai làm giá đỡ. Hai cha con không ngừng điều chỉnh vị trí, ngay khi con rồng áp sát họ, Bart không chút do dự tìm được vị trí trên vảy rồng. Mũi tên lớn đen tuyền hướng vào vết sẹo trên ngực Smaug đâm thẳng vào trong. Con rồng vật lộn trong không trung, không được bao lâu thì rơi xuống mặt hồ. Ngày hôm sau, bốn người lùn của Lake Town quay lại thành, Bilbo cũng nói ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hoàng thử Thorin giờ đây cũng giống như ông hắn, vàng bạc chất đống trong thành đã ăn mòn tâm trí Thorin. Hắn ra lệnh cho mọi người đi tìm Arkenstone, nhưng lại không biết rằng viên đá này đã bị Bilbo giấu đi từ trước. Mặt khác, dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh Azog, đội quân Orc đang tiến tới chiến trường cuối cùng. Còn Gandalf ở trong núi cũng rơi vào nguy hiểm. Trong lúc nguy cấp, nữ hoàng của Lothlórien là Galadriel tìm được đến và giải cứu ông. Chỉ một cái hất tay bà đã hạ gục được tên lính gác, nhưng 9 tên hầu cận của Sauron xuất hiện và ngăn cản hai người. 19 chiếc nhẫn đã từng được giải khắp đại lục, tiếc thay 9 vị quân chủ cho con người không hề có ham muốn chiến thắng. Cuối cùng họ trở thành giới linh, nghe lời triệu hồi của Sauron. Lần giải cứu này, Galadriel còn đưa theo Elrond và pháp sư mạnh nhất đại lục Saruman. Saruman dùng pháp trượng liên tục đẩy lùi quân địch, Elrond cũng vậy. Để đuổi được Sauron, Galadriel triệu gọi lực lượng bí ẩn, ánh sáng rực lên đẩy Sauron về phía đông. Mọi người chia làm ba hướng, Saruman đi tìm Sauron, Elrond đưa Galadriel quay trở lại với rừng, còn Gandalf đi tìm nhóm Bilbo. Thorin ngày càng ích kỷ, con người đã giúp đỡ người lùn tiêu diệt Smaug. Hắn không những không hỗ trợ mà còn bắt họ xây lại tường thành. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến, sáng ngày thứ hai, một đội quân vàng xuất hiện ở Lake Town. Họ mặc lên áo khoác màu đỏ, kết hợp với những cây cùng đặc biệt. Vua của Margaret, Tendril, mang đến một lượng thực phẩm lớn để viện trợ. Ông nói với Bart rằng hành động này là vì muốn giành lại những viên đá màu trắng trong thành. Bart là con người, anh không hiểu tại sao tiên tộc và người lùn lại đều vì kho báu mà khởi chiến. Bart một mình đi đến thành, hy vọng thông qua lời khuyên của mình có thể hòa giải được trận chiến vô ích này. Nhưng Thorin chẳng hề bận tâm, ai muốn cướp vàng của hắn, kẻ đó sẽ là quân địch. Bart nhìn những tên người lùn vô ơn, cuối cùng anh lựa chọn tham gia vào cuộc chiến. Con người cầm vũ khí lên chuẩn bị cho cuộc chiến, còn 13 người lùn trong thành cũng mặc lên bộ giáp của họ. Gandalf tìm được Tendril, nói rõ tình hình ở Erebor, nhưng bọn họ không hề tin vào đội quân Orc và ông nói tới. Ban đêm, Bilbo lén lút trèo ra ngoài thành, giao Arkenstone cho tiên tộc và đưa ra điều kiện. Tiên tộc phải trả viên đá cho người lùn, không những hòa giải được mâu thuẫn của hai tộc, tiên tộc cũng lấy lại được đồ của họ. Ngày hôm sau, quân đội đã áp sát đến tường thành. Đối mặt với sự nguy hiểm của Thorin, Tendril lại không ra lệnh bắn. Nhìn thấy Arkenstone trong tay Bart, Bilbo cũng nói ra sự thật. Lúc này Thorin đã hoàn toàn bị lòng tham chiếm hữu. Trong lúc mọi người đang giằng co, một con quạ đen đậu xuống, sau đó trên đồi xuất hiện một đạo quân hùng hậu. Gandalf vừa nhìn thấy liền nhận ra ngay người lùn Giant, anh họ của Thorin. Mặc dù cơ thể thấp bé, nhưng khí thế lại khiến mọi người phải kiêng dè. Từ lúc nghe tin của anh họ, tên này lập tức triệu tập quân đội của hắn lên tới ứng cứu. Tộc người lùn và tiên tộc đã từng là đồng minh, nhưng hiện tại lại coi nhau như kẻ thù. Nghe lời khiêu khích của Giant, các chiến binh tiên tộc cũng chuẩn bị sẵn sàng. Sóng chưa lặng bão lại tới, khiến mọi người không thể tưởng tượng nổi là... Trên vách núi phía xa, tiếng kèn hiệu của tộc Orc vàng cả cánh rừng. Đạo quân đen nghịt xông tới, thế lực của ba phe có sự khác biệt rõ ràng, số lượng binh lính Orc hoàn toàn áp đảo. Quân người lùn lập tức chống thương dựng khiên, dù có cơ thể thấp bé nhưng họ lại sử dụng đội hình chồng lên nhau.
khi quân Orc áp sát, quân tiên tộc đột ngột nhảy ra. Họ lợi dụng kiếm còng tấn công lượt đầu tiên, quân người lùn xông theo sau. Azog đứng trên đài quan sát chỉ huy đại đội, ngay sau đó bên kia sơn đồi. Tên khổng lồ xếp hàng ngay ngắn, bắn từng viên đá vào Lake Town. Liền theo đó, một tên khổng lồ dùng cơ thể mở ra lối đi, quân địch như đàn châu chấu ập vào thành giết hại người dân. Bót mệnh lệnh quân loài người toàn bộ rút lui khỏi chiến trường, họ quay vào trong thành, phản kích lại quân Orc. Nhưng phía bên ngoài, quân địch tiến vào chiến trường ngày càng đông. Nếu cứ tiếp tục thế này, họ sẽ nhanh chóng thất bại, con hươu của Thandriel bị trúng một số mũi tên. Tiên tộc cũng lần lượt từng người ngã xuống, Dian nhìn chiến trường hỗn loạn. Các người lùn ra sức chiến đấu, tại sao anh họ hắn vẫn không ra ứng chiến? Thorin nói với đồng loại, con người như run rế, như cỏ dại, kho báu có giá trị hơn tất cả. Hắn đi tới sảnh vàng, đón nhận cuộc khảo nghiệm trong ảo ảnh. Trong khi tất cả mọi người định từ bỏ vị trí quốc vương, Thorin cầm chiếc vương miện của hắn xuất hiện trước mặt bọn họ. 12 tên người lùn nhìn hắn, biết rằng hắn đã giải được bùa chú. Quân đội ngoài thành còn lại không nhiều, quân Orc cũng cố gắng tấn công đợt cuối cùng. Tòa thành phía trên cao, một người lùn thổi mạnh cây kèn hiệu, những tảng đá lớn chặn cổng thành bị một chiếc chuông vàng lớn phá tan. Dưới sự chỉ huy của Thorin, tất cả quân người lùn xông lên. Bót bên trong Lake Town, tập hợp loài người còn sót lại, đến cả phụ nữ trong thành cũng cầm vũ khí lên. Thorin nói với em họ, chỉ cần giết được tên thủ lĩnh, lũ Orc sẽ như rắn mất đầu, không cần đánh cũng thắng. Hắn cưỡi một con cừu lớn, cùng đồng bọn phi lên đỉnh núi. Bibo nói với Thorin, đội quân thứ ba sẽ nhanh chóng xuất hiện, phải khẩn trương rút lui. Thế nhưng tất cả đã chậm một bước, Azog ở phía bên kia đồi giết chết một người lùn trước mặt mọi người. Legolas đưa một nữ tiên đuổi đến giúp đỡ, quân Orc phá vỡ cây cầu đá. Legolas đưa bọn thân thủ nhanh nhẹn thoát khỏi nguy hiểm. Sau đó dùng thanh kiếm nhỏ mang bên mình cắm thẳng vào sọ địch. Thorin tìm thấy Azog, đội quân sau lưng sắp đuổi đến, chỉ còn cách tốc chiến tốc thắng. Anh dụ dỗ Azog phá vỡ lớp băng dày, sau đó nắm bắt thời cơ tấn công hắn. Trong khi hai người đang đối mặt, phía sau Thorin xuất hiện vô số con đại bàng lớn. Chúng xông vào đội quân Orc, còn Thorin cũng lợi dụng Azog không chú ý đẩy hắn xuống hồ băng. Đột nhiên một con dao đâm xuyên qua chân Thorin, Azog phá băng nhảy lên nắm quyền chủ động. Thorin biết rằng chỉ còn cách dùng mạng đổi mạng mới có thể giết chết đối phương. Anh từ bỏ kháng cự, để cho thanh kiếm đâm vào ngực mình, Azog lơ là không biết rằng hắn lại phải ra đi trước. Thorin dựa vào sức lực còn lại bước tới vách núi. Trận chiến này, người lùn đã giành chiến thắng. Nhưng nếu Thorin tỉnh ngộ sớm hơn, có lẽ người trong tộc sẽ không phải chết. Thorin xin thứ lỗi cho những việc mình đã gây ra và rời xa trần thế. Cuối phim, người lùn giành được chiến thắng, loài người cũng thổi kèn tưởng nhớ cuộc chiến sử thi này. Người lùn chỉ còn lại 10 người. Bibo cáo biệt họ để trở về Sides với Gandalf. Về đến nhà nhìn vào chiếc nhẫn vàng, Bibo lộ ra nụ cười của lòng tham. Bộ phim kết thúc, Sơn Leo nhường thời gian cho các bạn tương tác. Hẹn gặp lại ở kỳ sau.